1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi du lịch. Du lịch trong tưởng tượng thôi. Bây giờ thì đã gần Tết rồi và tính ra thì cũng đã là tròn gần một năm mà chúng mình không được xuất ngoại. Và trong thời gian vừa rồi thì bọn mình đã ngồi xem lại rất là nhiều những cái video này, những cái ảnh và những cái nơi mà bọn mình đã từng đến thì cảm thấy rất là nhớ và kiểu rất là thèm được đi du lịch ấy. Và càng xem lại như thế thì chúng mình lại càng cảm thấy trân trọng hơn những cái lúc mà chúng mình đã được đi xuất ngoại này. Và có cảm thấy là những cái quyết định của chúng mình ở những cái thời điểm đấy là đúng đắn. Tại vì có những cái thời điểm như bây giờ, ngay cả khi mà chúng mình có đủ điều kiện, có đủ thời gian thì chúng mình cũng không thể nào mà đi ngay được. Đối với nhà mình thì mình nghĩ là khi mà mình có thời gian hay là có điều kiện thì mình hãy làm ngay những cái việc mà mình thích. Giống như nhà mình thì nhà chúng mình rất thích là đi trải nghiệm này, đi khám phá này. Đúng rồi. Cho nên bây giờ thì mình nhìn lại mình thấy là những cái quyết định đấy nó hoàn toàn là đúng đắn. Tại vì đến bây giờ thì kể cả muốn đi đến mấy thì cũng không thể đi được. Với cái tình hình như này thì cũng chưa thể mà đi được. Và càng như thế thì chúng mình lại càng cảm thấy trân trọng hơn những cái quyết định và những cái khoảng thời gian đấy của bọn mình. Mặc dù là có những chuyến đi mà khi Xoài còn bé thì vợ chồng đi chơi sẽ rất là vất vả, nhưng mà Xoài thì cũng đã được cùng bố mẹ khám phá và trải nghiệm rất là nhiều. Và hôm nay thì sẽ phỏng vấn Xoài nhá, xem là Xoài biết là Xoài đi mấy nước rồi. Xoài có nhớ là Xoài đi những nước nào không nhá? Một là nước Xoài đã đi nước nào nhỉ? Nha Trang. À, đấy là những cái biển ở trong nước, nhưng mà nước ngoài cơ, những cái mà Xoài phải đi máy bay. Ừ, Xoài cũng đang chưa thể phân biệt được là trong nước với nước ngoài. Nước nào Xoài đến mà có tuyết rơi, xong rồi Xoài trượt băng, lạnh. Rồi. Nước gì nhỉ? Nước Hàn gì nhỉ? Hàn Quốc. Đúng rồi. Thế còn chỗ nào mà Xoài được đi bảo tàng ma này? Marvel. Xong rồi Marvel, có Iron Man này, có Thanos này. Thanos nhưng mà lúc đấy Xoài sợ. Xoài sợ. Nhưng mà đấy là nước nào? Gì? Ma gì nhỉ? Malaysia. Đúng, rồi. Chính xác. Thế đố Xoài nhá, chỗ này rất là dễ nhớ này. Chỗ nào có con sư tử phun nước? Singapore. Chính xác là Singapore. Còn hai nước nữa mà Xoài đã đi rồi là Thái Lan, nhưng mà hồi đấy thì Xoài còn quá nhỏ nên là chắc là mình nghĩ là Xoài chưa nhớ được. Thật ra hồi đấy là bố mẹ muốn đi quá nên là phải cho Xoài đi cùng. Là còn một nước nữa là Xoài đi gần đây là Đài Loan. Cái nước đấy là nước mà mẹ ấn tượng đặc biệt, tại vì có rất là nhiều trà sữa. Xoài cũng rất là thích uống trà sữa với mẹ, Xoài còn nhớ không? Ăn cả chè nữa nhờ, bao nhiêu chè ngon nhờ. Và sau rất là nhiều chuyến đi thì chúng mình rút ra hai cái lý do chính lớn nhất mà thôi thúc chúng mình càng ngày càng muốn đi nhiều hơn và trải nghiệm nhiều hơn nữa. Thì lý do đầu tiên sẽ là mỗi lần đi thì chúng mình sẽ được cải thiện sức khỏe này, refresh lại cơ thể này, thư giãn đầu óc, tinh thần. Và đối với hai vợ chồng riêng nữa thì là hâm nóng tình cảm. Và đối với nhà bọn mình thì mỗi chuyến đi khi mà đến một cái vùng đất mới, một cái nơi mới thì chúng mình luôn luôn có cái cảm giác là muốn khám phá, muốn tìm hiểu nhiều hơn. Vì thế là chúng mình không bao giờ ngại đi bộ cả một ngày dài. Và chính cái việc mà chúng mình vận động cả ngày này, đi bộ rất là nhiều thì sẽ dẫn đến việc là sức khỏe của chúng mình được cải thiện này. Thì nó coi như là chúng mình đã được tập thể dục này. Và mỗi ngày mà chúng mình đi bộ nhiều như thế thì chúng mình sẽ ăn ngon miệng hơn. Hay đấy là lý do ngon hơn. Hay đấy là lý do mà năm nay anh tăng cân. Tức là vì năm nay không được đi du lịch nên anh không được tập thể dục nhiều. Và Xoài đây với bọn mình, khi mà mỗi lần Xoài đi du lịch thì cảm thấy cái nếp sinh hoạt của Xoài chuẩn 100% luôn nhỉ. Mặc dù ở đây có khi phải rèn rất là nhiều để cho con vào nếp ăn và ngủ một cách đúng giờ đúng giấc, nhưng mà khi mà đi du lịch thì không cần phải giục, khi đến giờ ăn luôn, ăn rất là ngon miệng và ngủ cũng thế. Nói thật nữa, bình thường thì Xoài khá là kiểu khảnh ăn ấy nhỉ, phải đúng rất là đúng món ăn rồi, cái món quen thuộc. Còn riêng đi du lịch thì đưa món nào ăn món đấy, món nào cũng trải nghiệm cùng với bố mẹ luôn, rất là dễ luôn. Và riêng việc đi ngủ thì không phải nhắc luôn. Đôi khi là chúng mình đi du lịch có những cái hôm mà chúng mình đi hơi muộn một chút thôi mà để Xoài trên xe đẩy là Xoài đã tự ngủ gật rồi. Thì đấy là một cái lợi ích đầu tiên mà dễ thấy nhất mà chúng mình rất là yêu thích mỗi lần đi du lịch. Xoài vào chơi chú Dương. Thôi thì hai vợ chồng mới nói nốt. Và cái lý do to lớn thứ hai mà thôi thúc chúng mình đi du lịch đó là khi mà đi du lịch thì chúng mình sẽ được tiếp cận nhiều cái nền văn hóa và ẩm thực hơn. Và đây là những cái mà bọn mình cảm thấy là khi mà chúng mình được trải nghiệm thực tế thì nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều, đặc biệt là về ẩm thực nhé. Đây là cái mà mình rất thích và mình tin là rất nhiều chị em phụ nữ sẽ quan tâm đến vấn đề ẩm thực khi mà đi du lịch. Cái cảm nhận cái không khí, cái không gian, rồi là những cái cảnh đẹp, thực sự là nó rất là mang lại nhiều năng lượng cho mình đấy.
và mình tin là những cái trải nghiệm thực tế thì nó sẽ thú vị hơn rất rất là nhiều luôn. Và trong cái đợt vừa rồi chúng mình ngồi xem lại các vlog thì mới cảm thấy là mình đã bỏ lỡ khá khá nhiều những cái chuyến đi mà bọn mình không quay lại ấy, tại vì có lý do. Lý do là mình đang rất là tập trung vào cái việc trải nghiệm ấy. Đắm chìm vào việc trải nghiệm. Có những nơi bọn mình đến mà bọn mình kiểu như là thích quá nên là chúng mình quên mất việc là chúng mình cần phải lưu lại những cái kỷ niệm ở nơi này. Nhưng mà khi mà đợt dịch vừa qua và chúng mình có thời gian ngồi xem lại thì chúng mình nghĩ là chúng mình không ít thì nhiều cũng nên lưu lại những cái kỷ niệm bằng những cái thước phim hay là hình ảnh. Tại vì nhiều khi xem lại sẽ gọi là cảm kỷ niệm ùa về, sẽ mang lại nhiều cái cảm xúc cho mình một cách rất là rõ rệt luôn. Nói đến đây thì hôm nay chúng mình sẽ liệt kê lại ba nước đi, mà nếu mà có cơ hội sau khi mà kết thúc thì chúng mình sẽ quay lại. Bây giờ mình sẽ chọn ra ba nước. Anh hỏi em trước nhá. Ừ, ok. Bây giờ cho em một nước đầu tiên, mà trong những nước mình đi rồi đi. Ừ. Và nói lý do tại sao muốn quay lại nước đấy. Ba nước mình đã đi rồi đúng không? Ừ, cho em nước đầu tiên. Thì đầu tiên em sẽ chọn một nước mà mình đi gần đây nhất là Pháp đi. Thì em muốn quay lại Paris, tại vì cái đợt mà đi châu Âu thì bọn mình không dám đi quá lâu, mặc dù là thời gian di chuyển nó đã mất 9 tiếng. Đợt đi châu là mình chỉ đi 2 nước thôi nhỉ? Ừ. Thì trong đấy Pháp mình lại kiểu bị choáng ngợp bởi cái gọi là vẻ đẹp của nó quá. Kiến trúc rồi. Không gian nói chung là. Nên là mình kiểu gọi là không kịp quay lại luôn ấy. Nói chung là kiểu tất cả những cái kiến trúc ở đấy, những cái tòa nhà nào nó cũng đều rất là nguy nga và tráng lệ, và cái kiến trúc của nó thực sự là quá là tinh tế luôn ấy. Ừ. Đấy. Đây là chắc là anh cũng muốn quay lại. Và mình quay lại cẩn thận. Muốn dành nhiều thời gian hơn để đi xem từng cái ngóc ngách, tìm hiểu kỹ hơn từng cái nét kiến trúc của nó ấy. Thì có hai nơi mà em muốn quay lại nhất ở Paris thì chắc đầu tiên thì sẽ là bảo tàng Louvre này. Thì mình đã đến đấy rồi, nhưng mà cái hôm mà mình đến thì nó đã là chiều khá muộn, nên là đến mình không ở lại được quá lâu, tại vì đến khi trời tối thì không nhìn rõ nữa. Trong cái bảo tàng đấy, khi mà mình vừa bước qua cánh cổng, bọn mình vào đến bọn mình bị choáng ngợp luôn, tại vì nhìn ở bên ngoài thì cái bảo tàng nó đã rất là to rồi, nhưng mà khi bước vào bên trong thì nó lại còn cả một cái khoảng sân rộng thênh thang luôn. Choáng ngợp luôn ấy, mà mọi những cái chi tiết kiến trúc rất là tỉ mỉ, từng những cái chi tiết nhỏ một. Nói chung là gọi là hoành tráng, là không ngoan chút nào. Và cái điểm đến thứ hai mà em rất thích đó là Galerie Lafayette nữa. Và cái trung tâm thương mại này thì nằm ở phía sau nhà hát Opera Garnier. Khi mà đến Paris thì đầu tiên mọi người cũng sẽ nghĩ ngay đến việc đi shopping, tại vì đây cũng được coi là một thiên đường shopping luôn rồi. Thì cái trung tâm thương mại Galerie Lafayette này thì là một cái trung tâm thương mại lớn nhất ở Paris. Và mình cũng đã đi vào rồi, nhưng mà mình chưa đi được hết đâu, tại vì nó rất là to. Ở đây thì có rất là nhiều nhãn hiệu, và đặc biệt là có những cái nhãn hàng lớn như là Phantom hay là CNA, hoặc là rất là nhiều những cái hãng thời trang nhỏ khác như là H&M hay là Zara, các thứ cũng có rất là nhiều. Nói chung là khi mà vào đây thì mình tin là mọi người sẽ kiểu lạc trong thiên đường shopping luôn. Mà chồng mình vào đấy chắc sẽ tay xách nách mang khá là mệt. Đợt vừa rồi đi Paris thì chúng mình kiểu vẫn đang choáng ngợp và chưa nghĩ đến việc shopping nhiều, vì còn đang mải thưởng thức những cảnh đẹp xung quanh. Nhưng mà lần thứ hai thì chắc chắn là anh sẽ không thoát được. Shopping không cần em. Tuy là Giáng sinh thì đã qua được một thời gian rồi, nhưng mà ở Galerie Lafayette thì vẫn trưng bày rất là hoành tráng. Và ở cái phần trang trí cửa kính bên ngoài thì theo như bọn mình xem trên video là ở Galerie Lafayette Paris Haussmann này, thì họ trang trí và kể về cuộc phiêu lưu của Céleste. Và Céleste này thì đi phiêu lưu ở khắp mọi nơi và dừng chân lại ở Galerie Lafayette dưới cái cây thông khổng lồ luôn. Và đây là 11 cảnh mà Galerie Lafayette đã trưng bày ở bên ngoài, thì mình sẽ để lại ảnh cho mọi người xem, tại vì mình kiểu bị ấn tượng với những hình ảnh này ấy. Theo như mình biết thì mỗi năm ở Galerie Lafayette đều trang trí Noel rất là hoành tráng, và cái cây thông Noel năm nay còn được mệnh danh là cây thông đẹp nhất thế giới nữa. Với cái tinh thần hành trình Giáng sinh này thì họ đã trang trí cây thông với hàng ngàn món quà treo lên những cành cây phủ tuyết, và hình ảnh này thì phản ánh lại những vùng đất xa xôi mà Céleste đã đến thăm. Đặc biệt nhất là cái mái vòm sẽ tắt sau 30 phút để lộ ra màn trình diễn âm thanh và ánh sáng siêu đẹp. Và đây thì là những cái mà chúng mình được biết và tìm hiểu thôi. Tuy là chưa có dịp được có mặt ở đây vào đúng dịp Giáng sinh, nhưng mà chắc chắn là lần sau quay lại thì chúng mình sẽ căn vào dịp Giáng sinh để được tận mắt chứng kiến cái cảnh này. Tại vì đối với mình thì nó rất là kỳ công và hoành tráng, và bọn mình rất là muốn trải nghiệm ít nhất là một lần được đón Noel ở châu Âu. Nước đầu tiên thì bọn mình đã liệt kê hai nơi mà bọn mình muốn đến rất là rõ ràng rồi. Thế bây giờ thì sẽ đến nước thứ hai. Nước hai cho anh chọn. Ok, đang từ châu Âu rồi, quay lại một nước gì đấy nó gần gũi chút đi. Anh nghĩ anh sẽ muốn quay lại Thái Lan. Thái Lan à? Một đất nước mà rất là hợp khẩu vị ăn với anh. Rất thích, anh rất thích những món ăn ở Thái Lan. Rồi
di chuyển đến rất là tiện, rất là gần. Mọi thứ nó không đắt đỏ, nó cũng dễ đến. Với Thái Lan thì bọn mình lại là một cái trải nghiệm khác, nó không phải là một nơi nào mà chúng mình cần phải tìm hiểu quá nhiều nữa. Tại vì bọn mình thì đã đi đến Thái Lan khá là nhiều lần rồi đấy, nhiều, rất là nhiều rồi. Và Thái Lan thì Xoài cũng đã được đi cùng bố mẹ rồi. Nhưng hồi đấy là Xoài mới bao nhiêu nhỉ? Một tuổi thôi. Một tuổi. Một tuổi đang chập chững biết đi thôi. Ở Thái Lan thì bọn mình đã đi rất nhiều, nên là những cái trung tâm thương mại hay là những cái địa danh nổi tiếng của Thái Lan chúng mình đã đều trải nghiệm hết rồi. Nhưng mà chúng mình vẫn luôn luôn muốn quay lại Thái Lan vì như chồng mình nói là ẩm thực. Mình tin là không chỉ riêng chồng mình đâu mà kiểu rất là hợp với kiểu người Việt Nam ấy. Cái ẩm thực của Thái Lan nó rất là phù hợp với khẩu vị của chúng mình. Xôi xoài này, nước dừa này, thịt xiên này, trời ơi, ở Thái Lan thì có cái gà xiên gì nhỉ, đấy, ngon, lần nào đến cũng phải ăn. Là những cái món đường phố mọi người đều có thể tìm hết ở trong Siam Paragon luôn. Mà ăn nó vẫn rất là ngon. Rất là ngon và đúng bị, vị. Nó không bị kiểu khác một chút nào. Đấy, trời ơi, nói tôi lại muốn. Hôm trước mình có một vlog làm xôi xoài là vì quá thèm ăn xôi xoài Thái Lan. Với là ngoài ra có một cái mà mình cũng thấy rất là hay, ở đấy hay tổ chức những buổi fest, những cái buổi concert, ca sĩ, rất tiện cho người Việt Nam mình. Cũng có rất là nhiều lễ hội một điểm gần nhất. Đúng rồi, để mình tiện để đi xem một concert của ai đấy, ví dụ như đợt mình đi Maroon 5 này, Ed Sheeran này. Sheeran nữa, trời ơi, rất là muốn quay lại Thái Lan. Và mỗi lần chúng mình quay lại Thái Lan thì vẫn đều trong cái tâm trạng kiểu hừng hực khí thế và rất là mong muốn quay trở lại Thái Lan. Ok, đến một đất nước thứ ba đi. Châu Âu rồi này. Thái Lan rồi. Thái Lan rồi. Bơm đất nước nào lạnh lạnh đi. Điểm cộng to lớn là lạnh đấy, tại vì bọn mình là những người kiểu không thích trời nóng. Em biết một nơi rồi, chắc chắn là anh nghĩ là anh cũng đang nghĩ nơi đấy. Là gì? Đếm nhá, 1, 2, 3. Hàn Quốc. Tại vì hai chúng mình cũng nhắc đến nước này nhiều rồi. Hàn Quốc thì thời tiết quá là hợp với bọn mình luôn. À, chắc là tại vì bọn mình toàn đi Hàn Quốc vào được mùa đông nữa. Bọn mình vẫn chưa đi Hàn Quốc vào mùa hè bao giờ. Thì đối với bọn mình, Hàn Quốc vào mùa đông là một cái thời tiết quá thích hợp với bọn mình. Rất là thích cái không khí thời tiết của Hàn Quốc. Đồ ăn, không gian, đồ ăn cũng ngon. Và nếu mà mọi người là những người mà yêu thích chụp ảnh thì Hàn Quốc là một nơi cực kỳ lý tưởng để cứ dơ máy ảnh lên là đẹp, đứng đâu câu cũng đẹp. Đẹp và nó kiểu hợp với cái thẩm mỹ của mình. Ở đấy rất là kiểu mọi thứ nó rất là gọn gàng, nó ngăn nắp, mọi thứ nó màu sắc nó nhẹ nhàng, nhìn rất là dễ chịu, cảnh đẹp. Xong rồi mình đi vào đợt mùa đông, xong rồi ăn cái món nó hơi cay cay, nóng nóng. Và những cái món ăn mà chúng mình sẽ ăn lại ở Hàn Quốc là thịt nướng này, thịt nướng Hàn Quốc này, lẩu Hàn Quốc này. Anh thích cái cơm rượu chu, cơm canh sườn đấy. Canh sườn Hàn Quốc nữa. Hoặc là đi chợ đêm xong rồi ăn tteokbokki, hoa quả nữa, hoa quả. Mà hình như em hợp thời tiết Hàn đúng không? Đúng rồi. Một cái điểm mà mình cũng rất thích ở Hàn Quốc là mỗi khi mà mình sang Hàn vào mùa đông nhá, thì da của mình luôn luôn đẹp, đẹp rất là đẹp luôn. Mình căng hơn đúng không? Đi khoảng 3-4 ngày thôi nhá là cảm giác da của mình lỗ chân lông kiểu se khít lại và da cảm thấy rất là căng. Mỗi lần mình đi Hàn Quốc về da mình đều đẹp hơn được mấy chân kính. Thế cơ? Và mình nghĩ là đấy cũng là cái lý do thời tiết, là cái lý do mà da của các chị ở Hàn Quốc rất là đẹp ấy, trắng nữa. Còn một điểm này mình tin là các chị em rất là thích ở Hàn Quốc nữa, là ở Hàn Quốc cứ đi một đoạn là chúng mình sẽ thấy một hàng mỹ phẩm, nó gọi là thiên đường mỹ phẩm luôn. Thì tất cả những bạn nào mà quan tâm đến mỹ phẩm hay là thích mua đồ skincare thì ở Hàn Quốc nó kiểu bạt ngàn luôn ấy. Và những cái mỹ phẩm của Hàn Quốc thì mình thấy là khá phù hợp với làn da của châu Á. Thế nên đây cũng là một cái điểm mà mình thích mỗi khi đi Hàn Quốc. Và mỗi khi đi Hàn Quốc thì kiểu shopping khá là nhiều đồ mỹ phẩm để mang về. Ở Hàn Quốc thì chúng mình hay đi nhất là Seoul này. Nhưng mà đợt vừa rồi thì chúng mình có một lần đi Jeju nữa, cũng rất là thích. Rồi mình đi Jeju thì được một anh người Jeju dắt đi ăn luôn, nên là mình được ăn những cái quán ăn mà kiểu local hơn ấy. Đấy, có lại quên không quay lại cái đợt đấy. Đấy. Mình cả đợt đi Paris này và được đi Jeju vừa rồi, bọn mình nói chung là quá đắm chìm nên là bị mất hai cái video đấy, thì bọn mình cảm thấy khá là tiếc. Nên là đấy cũng là lý do mà bọn mình cần phải quay lại để quay kiểu quay lại đất nước đấy, để quay lại video để lưu lại, tại vì chúng mình cảm thấy là bỏ qua thì nó sẽ rất là phí phạm ấy. Và lần sau quay lại Hàn Quốc thì chắc là chúng mình sẽ tìm thêm một cái tỉnh nào đấy để chúng mình đi nữa, tại vì có rất là nhiều nơi chúng mình còn mình chưa còn đi. Chưa đi Busan. Và mọi người bảo đi Busan cũng rất là thích, thế nên là cái điểm du lịch mà bọn mình quay lại Hàn Quốc sẽ là Busan. Và trên đây thì là ba nước mà chúng mình chắc chắn sẽ quay lại sau dịch rồi, nhưng mà nếu mà mọi người còn gợi ý những đất nước nào mới mà mọi người đã trải nghiệm được rồi và mọi người cũng rất là thích giống như chúng mình thì rất hãy chia sẻ xuống bên dưới cùng với chúng mình để chúng mình cho vào list của bọn mình nhá. Và hy vọng là trong năm tới thì chúng mình sẽ có cơ hội để đi du lịch trở lại và mong mọi thứ sẽ trở lại như bình thường để chúng mình có cơ hội khám phá nhiều hơn nữa. Ủa, nhưng mà đợt tới quay lại là nếu như đi cùng em bé là sẽ có hai ông đi cùng nữa. Trời ơi, lúc đấy thì chúng mình sẽ có thêm video kinh nghiệm đi du lịch cùng hai bé. Và bây giờ thì chúng mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau của nhà Xoài nhá. Bye.
1, 3, chụp để cho nó đều. Làm gì có xoài mà đến nữa. 1, 2, 3. Bye bye, bye.